Lộc xin chào tất cả mọi người. Thì hôm nay Lộc sẽ quay chùa Linh Sơn Pháp Tạng. Địa chỉ là Duyên Lộc, Duyên Khánh, Khánh Hồ. Mọi người xem video thấy hay thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ Lộc và theo dõi những video tiếp theo nha. Lộc đang đứng trước cổng chùa Linh Sơn Pháp Tạng. Chùa Linh Sơn Pháp Tạng là địa chỉ là Duyên Lộc, Duyên Khánh, Khánh Hồ nha mọi người. Đây là đường Lộc đi vô để Lộc quay cho mọi người cùng xem nè. Thì phía trước chùa thì cũng rất là rộng luôn nè mọi người. Thì hai bên là trồng lúa không mọi người. Thì chùa Linh Sơn Pháp Tạng là một tháng là phát cơm từ thiện hai lần nha mọi người, vào ngày mùng 1 và ngày rằm nha mọi người. Đó mọi người có xem được video này ở của Lộc á, thì mọi người ở Duyên Khánh á, thì mọi người có đến chùa thì mọi người nhận cơm nha. Thì chùa một tháng thì một chùa sẽ phát cơm từ thiện hai lần. Đây là đường vào chùa nè mọi người. Thì ở phía trước cổng chùa rất là mát luôn mọi người. Có cây bồ đề nè mọi người. Rất là đẹp luôn. Rất là mát luôn. Rồi. Bây giờ Lộc sẽ đi vô bên trong chùa để Lộc quay cho mọi người cùng xem luôn nha. Đây là đường vào chùa mọi người. Phía trước đây thì đồng ruộng không mọi người à. Rồi, bây giờ thì Lộc sẽ đi vô bên trong chùa để Lộc quay cho mọi người cùng xem luôn. Đây là chùa, cổng chùa Linh Sơn Pháp Tạng mọi người. Rồi, để Lộc vô bên trong chùa để Lộc quay cho mọi người cùng xem. Đây là cổng, đi qua Lộc quay bên cổng đây, cổng phụ nè mọi người. Ở phía trước khuôn viên chùa cũng rất là rộng luôn nè mọi người. Đây là phía trước khuôn viên chùa. Nhìn từ phía này, phía trước chùa rất là đẹp luôn nè mọi người. Rất là mát luôn. Ở bên đây thì có thờ một cái miếu nè mọi người. Đó là quay, có thờ những ai nữa là quay cho mọi người cùng xem nha. Đó, mọi người gần xe thì có xem được video này của Lộc á. Ở Duyên Khánh á, thì mọi người... thì chùa phát cơm từ thiện là một phát, thì chùa sẽ phát hai lần nha mọi người. Đó, ngày mùng 1 và ngày rằm. Rồi, bây giờ thì Lộc sẽ quay ở trước, rồi sau đó Lộc sẽ vô bên trong chính điện để Lộc quay cho mọi người cùng xem luôn nha. Đây là cây xe le nè mọi người. Hiện tại là cây đang nở hoa mọi người. Thì ở phía trước thì chùa thì có trồng hoa súng nè mọi người. Nó rất đẹp luôn. Mọi người thấy không? Nó rất như hoa súng, nó rất đẹp luôn. Rồi, đó là quay khuôn viên bên đây nữa, là quay bên đây, sau đó là phía vô bên trong chính điện để quay cho mọi người cùng xem luôn nha. Đây là cây xe le nè mọi người. Nó hoa rất là đẹp luôn. Rồi. Đó là quay khuôn viên bên chùa bên đây nữa, là quay cảnh bên đây trước, sau đó là sẽ đi vô bên trong chính điện đó là quay cho mình cùng xem luôn nha. Đây là khuôn viên chùa nè mọi người. Đây, bên đây thì thầy chắc cũng có nuôi cá nè mọi người. Rất là đẹp luôn. Đây thầy nuôi cá nè mọi người. Rồi. Lộc quay bên đây, Lộc quay hết cảnh khuôn viên chùa để mọi người cùng xem luôn nha. Đây có cây bán cầu nè mọi người. Đen ra trái nè, rất là nhiều luôn. Rồi. Ở phía trước đây thì có thờ Phật A Di Đà. Là Phật A Di Đà đó mọi người. Là quay bên đây nữa là quay rõ cho mọi người cùng xem nha. Đây là Phật A Di Đà. Rồi.
À, Lộc quay bên đây. Ngày mai là chùa phát từ thiện sao mọi người, nên chở rất nhiều đồ què luôn. À, Lộc quay bên đây, Lộc quay bên đây để chào mọi người xem. Ở phía trước thì có thờ Thượng Mỹ nè mọi người. Đây là Thượng Mỹ. Rồi, nó quay bên đây, nó quay bên đây. Sau đây thì có thờ. Ở bên đây thì có thờ Thượng Mỹ nè mọi người. Lộc có nốt hơi nhỏ gì mọi người thông cảm nha. Ở bên đây thì có thờ Phật, chữ Phật A Di Đà. Hai bên là Tượng Mỹ nè mọi người. Còn ở trên là Phật A Di Đà. Rồi. Đó là lùi ra phía ngoài đó là Lộc sẽ bên vô bên trong chính điện để quay cho mình cùng xem luôn nha. Đi lặp đi ra lại, sau đó là phải vô bên trong chính điện để quay bên trong chính điện mình cùng xem. Đây là Tượng Mỹ. Ở trước khuôn viên chùa thì cũng rất là mát luôn mọi người. Đây là phía trước khuôn viên chùa nè mọi người, rất là đẹp luôn. Ở trong cây sơ cơ cũng có rất là nhiều trái luôn nè mọi người. Khuôn viên trưa có trước khuôn viên chuông chùa mọi người rất là rộng luôn nè. Mọi người thấy không? Đó, đây là một chùa Linh Sơn Pháp Tạng mọi người. Thì mọi người có đến ở biết cái địa điểm của chùa mọi người thì mọi người đến tham quan nha. Đây là Diên Lộc nha mọi người, chùa nằm ở Diên Lộc của mọi người. Rồi. Bây giờ thì Lộc sẽ đi vô bên trong chính điện để Lộc quay cho mọi người cùng xem luôn nha. Lộc quay có hơi bị gió cái gì mọi người thông cảm nha, hiện tại là buổi chiều mọi người nên hơi bị gió. Phía trước thầy có trồng sen rồi mọi người. Đó, một búp sen rất là đẹp luôn. Phía trước khuôn viên chùa nhìn cảnh cũng rất là mát luôn nè mọi người. Đó, mọi người thấy không? Cảnh rất là mát luôn. Cảnh rất là đẹp luôn nè mọi người. Ở bên đây thì có thờ Tượng Mỹ Quan Âm. Đây là Tượng Mỹ Quan Âm nè mọi người. Tổ tháp thờ Mỹ Quan Âm nè mọi người. Đây là thờ Mỹ Quan Âm nè mọi người. Lộc quay xác cho mọi người cùng xem. Đây là Mỹ Quan Âm. Bây giờ thì Lộc sẽ đi vô bên trong chính điện để quay cho mọi người cùng xem luôn nha. Đây là bên trong chính điện. Ở bên đây thì có thờ Ngài Hộ Pháp mọi người. Đây là thờ Ngài Hộ Pháp phía trước cửa Phật nè mọi người. Đây là cái chuông đó thầy kỳ cúng thầy đến chuông mọi người. Chùa rất là rộng và mát luôn. Phải là thầy đang cắm hoa để cúng mọi người. Ở đây thì cũng có thờ Ngài Hộ Pháp. Đây là bên trong chánh điện. Thờ rất là đẹp luôn nè mọi người.
Đây là bên trong chính điện thờ rất là đẹp luôn, mọi người thấy không? Đây là bên trong chính điện nè mọi người. Rồi, đó là play phía sau của thờ những ai, để là quay cho mọi người cùng xem nha. Quay hết xét cho mọi người cùng xem. Thờ rất là trang nghiêm và đẹp luôn nè mọi người. Đó, đây là bên trong chính điện nè mọi người. Đó là cái xe sau để là quay cái thờ những ai nữa là quay cho mọi người cùng xem luôn. Chùa rất là rộng nè mọi người. Thì ở phía sau thì có thờ tổ nè mọi người. Đây là công viên phía sau chùa cũng rộng, rất là rộng luôn. Đó, đây là phía sau nè mọi người. Thầy có nuôi cá nè, rất là đẹp luôn. Ở phía sau thì có thờ tổ. Đây là tổ nè mọi người. Rồi, bây giờ thầy Lập sẽ đi lại phía trước để là quay lại một lần nữa để mọi người cùng xem luôn nha. Bên trong chính điện thờ rất đẹp luôn. Tại là thầy đang cắm hoa nó cúng. Chùa rất là đẹp luôn. Mọi người thấy không? Bên trong thờ rất là trang nghiêm và đẹp luôn nè mọi người. Tại là thầy đang cắm hoa cúng mọi người. Rất là đẹp luôn. Lộc quay lại phía trước một lần nữa để mọi người cùng xem luôn nha. Đây là phía trước nè mọi người. Rất là mát luôn. Cảnh rất đẹp luôn. Tại trước thầy trồng rất là nhiều hoa luôn nè mọi người. Rất là đẹp luôn. Đó, mọi người thấy không? Phía trước cổng chùa rất là đẹp và mát luôn nha. Lộc cũng vừa mới quay chùa Linh Sơn Pháp Tạng để mọi người cùng xem. Bây giờ thì Lộc xin kết thúc video để Lộc đi về. Lộc xin chào tất cả mọi người. Hẹn mọi người những video sau nha. Xin chào tất cả mọi người.